chú bự này Khi thấy gọi không? càng gần thì cái khả năng Miếng phản nhìn quang bự của này. nó càng càng lớn. Nó giống như là nhũ vàng á, Lắng ánh lắng. kim. Bây giờ dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại Bùi Hồ đang có mặt tại ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay Bùi Hồ tìm đến đây để tìm đến khu homestay của ông Sáu Lế. Ở đây mà khi mà cách khoảng hơn hơn 5 km thì hỏi ông Sáu Lế thì tất cả mọi người ở đây đều biết. Ông có thể sưu tầm những cái đồ cổ mà coi như là cổ vật, và đồng thời ông kinh doanh homestay cho những người mà đi đi trên thuyền để mà cào hến rồi đó. Thì sự thật về ngôi nhà của ông Sáu này, sưu tầm đồ cổ và chơi những thứ độc lạ như thế nào thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Và đặc biệt hôm nay thì chúng ta đến đây sẽ gặp được cái hình ảnh hai viên đá mà có ánh kim. Trọng lượng hai viên đá thì nhìn nhỏ nhưng mà khi mọi người cầm lên thì có vẻ thì rất là nặng, như là một cái khối kim Cào loại. hến xong á, còn đi cào hến rồi lúc nào mình đi với nó là đi Dạ. đó. Ôi, ông để vô tủ gì luôn hả? Để tủ đi cho nó chắc ăn. Thôi phá lại luôn. Ông Sáu năm nay nhiêu tuổi rồi? 60 rồi, Ôi. sinh năm 1960. Những cái vật phẩm trong đây là mình chụp đi vớt được không đó ha ông Sáu? Đồ giá đồ đó, đồ lụm không đó. Và tiền này thì của bà già hồi xưa để lại, tiền này tiền đồng để cổ dành luôn coi ha. chơi vậy thôi, còn ba cái đồ đồng xu đồ trong đó đàn đồ lụm không đó. Là ông Sáu có cái sở thích là sưu tầm đồ cổ hả? Đúng rồi, mình thấy lạ lạ lụm gì đó, nó lạ lạ để coi chơi mình thích. Ông Sáu cho tụi con chim ngưỡng nha. Dạ rồi rồi chú cười. Nó cào được cái đồng hồ xưa nó. Ông Sáu bỏ ra đi. Con nghe nói rằng là người ta hỏi mua ông Sáu không bán hả? Đúng rồi, cái này thì đá này mình lượm được nghe không? Lúc đó bắt đầu lượm á, nó đóng rồng một lớp rồng nhiều lắm, mình không nghĩ là cục đá nó như vậy. Mình thử ra nó là mới gì mới đem bỏ ra mày nắng đâu chừng một thời gian sau gì đó. Đem ra đi ông Sáu à? Ừ rồi bắt đầu là mình mới lượm ba rồng ra. Ồ sao nặng, thấy không, cầm nặng với ông Sáu cục này mà 11 kg mà hả? ừ Vậy mà 1 ký hả? Cho mười cho cho một cho. ký Ê. Ở đây mình đem ra ngoài nắng. Đây đây đây. Để mày nắng tôi trước đây. Để đây cũng chiếu đi. Ông Sáu cầm đây. Cái loại đá bình thường nó có nặng như vậy không ta? Không, là đá bình thường chừng 4-5 kg vậy sao hả? cục dày mà Đây 11 đây ký? đó. Đó. Không biết Bởi thì chiếu luôn. Mọi người ở trong Nghe không? video có thấy được ánh kim ở trong viên đá hay không, nhưng mà Bùi Hồ thì thấy rất là rõ luôn. Xoay xoay vòng vòng á. Nó Xoay hướng từ từ đó. hướng nào cũng có hết. Đây. Nó màu vàng vàng á. Đá này đá nguyên thủy luôn chứ không có đổ bưng bợ gì. Này ông trục vớt được khi nào ông Sáu? Cũng lâu rồi, lâu cũng bỏ thí đó, chứ mình đâu có nghĩ, mình nghĩ đá núi đá non gì thôi. Nó ở dưới con kênh của mình hay sao không sao? Nó ở dưới sông á. Dưới sông hả? Cạo được. Sông lớn hay là sông kênh? lớn, sông sông lớn. lớn. Ồ, nhìn nó đẹp quá ha. Này đá nguyên thỏi đẹp. nè, thấy không? Nó nguyên thỏi chứ không Người phải người gì. ta, lúc mà người ta hỏi mua là ông Sáu Lúc đó là lúc đó khai thác ra rồi. Bán ông Sáu, người ta hỏi mua với giá là bao nhiêu tiền? Người ta nói thôi bây giờ, tôi nói giờ không biết bán làm sao. Không mua phải tôi bán. Ông nói giờ mua thôi để tôi 2 triệu một ký đi. Trời. Mà tôi ai mới rồi ông hỏi cục đá này nhiêu, tôi nói cục đá 11 ký. Là ra 22 triệu. Mình thử ra tôi nói trời đó biết làm sao bán tần. Lâu lâu được đá quý như vậy đó, mà ông mua gì chắc không bán đâu. Bây giờ người ta mua ông Sáu 30 triệu, ông Sáu bán không? Không đâu, để chừng nào vừa vừa tới tới tầm mới được đi coi cái này sao. Chắc 300 triệu ông Sáu bán á. Rồi cả đó thôi coi kỹ đi nghe không. Còn cục nữa không? Đây là cục đá này là nặng 11 kg nè mọi người, rất là nhỏ nha. Mình lấy cây cân, có cây cân không sao? Có. Ông đẩy cục đá này xuống đi. Còn cục này nhiêu ký? Đây, cục đó 5 ký đó. 5 ký. Cục vàng này thì Ồ, cái vàng này là nó miếng to hơn cái miếng to hơn nhưng mà ít phủ ít hơn. Nhưng mà cái miếng vàng to chỗ này thấy cái màu vàng nó nhiều hơn nè. Miếng bự không mày để lâu chừng nào nó ra màu vàng nhiều chừng nấy. Chắc nó bị nó sập đó không sao, không có chà rửa gì không sao. Cái này chà nó ra là thấy nó mới đóng rong thôi, mà chừng nào nó đóng rong thiệt nhiều á rồi mình gỡ mới được. Này là đóng phèn nè. Quá lạ hen ta, cái này giống như có như màu vàng màu vàng ở dưới này nè, đá thổi không
Hai cục đá này mà màu vàng nó dính ở bên cục này bao nhiêu ký không sao? Cục này 5 ký. 5 với 11 là 16. 16 ký là gặp 30 mấy triệu hả? 32 triệu hả? Cái viên này nó có hình dáng nha. Thì để chứng tỏ cho mọi người biết cục đá này nó tầm của nó nặng khoảng 11 ký với giá là 22 triệu đồng. Thì ông Sáu lấy cái cân ra để mà cân cho mọi người biết. Rồi sau đó mình sẽ lấy cục đá có kích thước tương tự như vậy. Mình sẽ để lên. Đây. Rồi, ông Sáu để lên gồm con nha. Dạ, dạ, dạ. Một. Nó hơi thiếu đó. Đây. Đó, cho nó nặng thích này đây. Coi coi được nhiêu. 10 ký. 10 ký hơn. Hơn 10 ký phải không? Tại nãy mình để cái kim nó hơi chưa đủ. Gì hả? 11 ạ. À. Cái kim dặn qua anh tí. Ừ, kim nó qua rồi. Được rồi, được rồi. 10 ký. 11 ký. Dạ. Để cộng cục này vô coi. Hai cục. Nặng nguyên đá nặng ghê trời. Đó mới thấy nguyên đá vậy mà nặng. Không biết cái gì trong này mà có biết cái đâu. 15 ký. 15 ký. Đó. Vậy là cục kia 5 ký đó. Cục 5 ký, cục kia còn 10 ký. Ừ. Sao? Nó bị bào mòn. Còn 10 ký. 10 ký, 10 ký à, mình coi kỹ thì nó có cái hình gì không hay ông Sáu ha? Ông có tưởng tượng nó ra một cái hình viên đá. Nó giống như con để trên cây cân luôn. Con két hay là con vịt gì đó. Dạ. Giống hình con. Là cách đây ông Sáu trục vớt được bao nhiêu năm rồi? Cũng cả năm mà. Năm mà bị có mấy đứa cháu được cà hến về mình mặn du lịch này rồi nói thôi giờ mấy đứa bay á kiếm đá gì cái gì là lạ gom về cho tao là làm cái tủ trưng bày để cho khách du lịch người ta lợi người ta coi. Từ ngày vớt cục đá này ông Sáu làm ăn lên luôn không? Thì được mà ăn lên gì đó hoài. Dạ. Với nó hên con cái là hồi đó vớt thì mình cũng để đó vậy để dành chừng nào có tiền nó mua cái tủ chứ thực tế chưa có tiền. Nó gửi đâu có dưới sông nó trâu lại cho mình gốc cây cỡ hai người ôm vậy. Trâu. Nó tóc ngay bến luôn vậy rồi thấy vậy rồi ông xui ông mới cột lại. Cột lại rồi tôi mới nói nó cây mục xuống tôi lấy dao tôi gõ qua còn tóc. Tóc thì tôi xải ra được chín mười mấy cái bạn á. Ôi. Mười mấy cái bạn mà mới có nửa cây đó nghe. Rồi có làm cái tủ không? Không, không làm cái tủ. Ủa vậy sao Sáu hứa với không làm cái tủ để mà mua cái tủ này. Dạ. Ừ. Còn cái kia mình để làm bàn. Ôi. Cũng điểm may mắn nha ông Sáu ha. Chiếu bự nè. Khi gọi càng gần thì khả năng phản quang của nó càng lớn. Nó giống như là nhũ vàng á. Lánh. Ánh kim. Bây giờ mình sẽ đem vô để ở trong bóng tối được không sao? Coi tối. Coi mình có chỗ nào có bóng tối không? Tối nó mới chiếu không? Ừ. Tối nó mới lên sáng. Vô trong bồn kìa. Một cục bự này không sao rồi? Dạ. Mình vô bên trong để cho tối ra nó chiếu lên. Ôm cục đá 11 ký. Thằng nãy cầm nó cục đá có mấy ký nè. Đó nó đây chiếu nè. Ừ đó ginh thì nó sao đúng rồi đó. Ngồi xuống chè rồi nó tới. Ừ. Nó chiếu dữ lắm chứ. Nó vàng từ nó có cái màu chiếu từ đâu cũng có. Dạ. Khắp viên đá luôn hết trơn. Đây nè, cái đít nó ha, đây nè đít nè. Nó này không nó có hết 4 chiều. Nhìn mà... giống một cái hình tượng không? Nó có hình tượng. Rồi giờ để đứng để đứng đó ha. Đó. Giống như một con chim cánh cụt giống như chim cánh cụt gì đúng không? Nhìn qua thì nó con két giống núi con két á, tường đá cũng giống như quá đẹp luôn. Chiếu mấy cái này là tụi tôi lấy búa đập nè, cái búa đập nó văng ra, ví dụ mấy ông lại coi mà không tin sợ mình đổ đó, lấy búa khẽ ra mà nó ở trong cũng vẫn có vàng nè. Dạ. Tưởng đổ ngoài nhưng mà ở trong viên đá vẫn có không? Ừ. Thôi mà đừng đập nữa ông Sáu ơi. Thì bởi vậy nè đập nè. Theo chia sẻ ông Sáu thì mọi người biết rồi đó, cục đá này không phải là nhũ ánh kim ở bên ngoài đâu thôi. Ở trong ruột luôn. Mà ở trong cái phần ở bên trong nó vẫn có. Ê, không biết có đổ trong ruột không sao chỗ này nó nhiều nè. Cái à, không tức là ở trong đây nó đặt, cái này đặt hay nè. Cô nghĩ cái tự nhiên có chỗ này nhiều nhất luôn á. Cô bác quý anh chị mà có ai muốn đến nhà của ông Sáu Lế thì ở ấp Thống Nhất xã Phú Thọ hỏi để đến đây để chiêm ngưỡng và ông Sáu có thể phục vụ khách chiêm ngưỡng đây. Nghỉ ngơi tại đây, đây là du lịch homestay miệt vườn. Và cho tham quan cái hòn đá này. Là đâu ông Sáu nói là mấy cái bàn này đó hả ông Sáu? Dạ đây. Đó, mấy cây này mình lụm nè, cái này mới có nửa cây thôi nha. Cái miếng ván này nè hả? Ừ đó. Đây gỗ gì?
cái rổ bằng cây dầu. Nó tròn cái như chắc có lẽ hai người giữ ôm mới giáp chứ còn hai người nó cũng có cái mặt bàn này thôi. Có nè. Mấy mặt bàn đó luôn. Ừ, dài dài trong đó. Cái mặt này nguyên ấy luôn nè hả? Nguyên khẩu nó sao nó vậy đó. Cái này mày da nè, này đấy nè. Ở sao mà tự nhiên nó lạc trôi đến nhà ông Sáu một cách ngẫu hứng vậy ta? Đây bán luôn mười mấy cái bàn, đây là nguyên khói luôn. Dài đâu chừng thước mấy à? Dài đâu chừng thước tư à? Ồ gỗ chắc quá ông Sáu. Ừ. Đây là từ cái mí này phải không? Mí này bán đó. Ừ cái này tôi làm. Tôi kết lại ha. Nhưng mà nó cái mặt nó là tự đeo qua đây. Cái này mới nửa cây thôi nhau, đeo qua đây nửa cây thôi nhau. Con cảm ơn ông Sáu rất nhiều nha. Còn đây cái nữa.